Hoàng Lê Thiệt lại xin gửi lời chào tới tất cả quý vị, các bạn, anh em UK trên cả nước và những người đã thường xuyên theo dõi kênh nghệ thuật đồ bonsai. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội và tại cái khuôn viên tư gia này của bác Triệu Khắc Thủy, làng nghề Triều Khúc, một trong những cái làng nghề rất là lâu đời về sinh vật cảnh. Thì mỗi một nơi, mỗi một làng nghề thì đều có những cái phong cách riêng, rồi những cái phong trào, rồi cái ý tưởng sáng tạo nghệ thuật nó cũng khác nhau. Và đặc biệt nữa ấy, là mỗi một tác phẩm trong mỗi một cái làng nghề đó thì các nghệ nhân thổi hồn vào mỗi một cái giá trị cũng khác nhau rất là nhiều. Và như một cái video trước tôi cũng đã về Triều Khúc và ghi hình một cái buổi tọa đàm nho nhỏ tại một cái tư gia của bác Nguyễn Gia Hiền. Từ những cái chương trình triển lãm lớn, rồi những cái chương trình gọi là offline như thế này cũng là một cái điểm mà các địa phương khác, các làng nghề khác cũng nên học hỏi. Thì ngày hôm nay Hoàng Lê Thiệt cũng sẽ trao đổi nho nhỏ để tìm hiểu về những cái điều rất là đặc biệt diễn ra tại Triều Khúc và cái giá trị mà Triều Khúc, những người Triều Khúc chơi cây mang lại cho cộng đồng và cho chính bản thân những người yêu cây. Với xã bên cạnh tôi đây là chú Nguyễn Gia Hiền, hiện là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh Hà Nội. Thì chú cũng là một người yêu cây, cũng là một người rất là đam mê cây cảnh và cũng hoạt động rất là nhiều trong cái phong trào của nền sinh vật cảnh Việt Nam. Thưa chú Hiền, chú có thể cho khán giả kênh nghệ thuật đồ bonsai và cũng là những người yêu cây trên cả nước biết là ở cái Triều Khúc ngày hôm nay thì có một cái buổi offline như này, thì ngoài ra thì còn có những cái chương trình trưng bày triển lãm quy mô như thế nào để chúng tôi vui lòng cho biết ạ? Báo cáo với anh, với những bạn yêu cây trong cả nước, thì Triều Khúc quê tôi là một cái làng có bề dày về truyền thống chơi cây, thì đã có nhiều giới thiệu về người Triều Khúc chơi cây. Nhưng mà hôm nay thì là cũng là từ khi dịch bệnh Covid đến bây giờ là cũng bị ảnh hưởng. Thế cho nên những cái cuộc offline như thế này thường xuyên, thì trước đây là một năm chúng tôi tổ chức cũng là thường xuyên 2-3 tháng thì anh em này, cũng có khi 1-2 tháng là lại tổ chức một lần đơn chuyển nhà này nhà khác để giao lưu. Thế còn thì ở đây chúng tôi được gặp cái lễ hội thường liên vào mùng 8 đến 12 tháng Giêng. Thì hàng năm là chúng tôi đều tổ chức trưng bày cây cảnh, thì cũng là chỉ địa phương là chủ yếu, thì là cũng để mang tính chất là phục vụ cho lễ hội và phục vụ cho những người đến lân cận đến dự lễ hội Triều Khúc, thì là cũng được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm của người Triều Khúc nhiều cây. Thì đấy, cái đó là thường liên chúng tôi làm. Dạ. Và người thưa với chú Hiền là chú có thể cho biết là cái tiêu chí hay là một cái điều kiện là mà cái gọi là cái tiêu chuẩn đối với cây mang đi triển lãm tại các cái triển lãm lớn, đặc biệt là cái triển lãm ở hội làng ấy, thì là như nào ạ? Ở đây thì tôi nói về quy mô tổ chức thì nó có từng cái quy mô. Dạ. Nếu như mà chúng tôi tổ chức hội làng thì có thể là mang ra những cái cây to lớn hơn. Dạ. Thì còn như thế là chúng ta chỉ mang cây nhỏ bưng bê thôi. Thế nhưng mà đã là cây trưng bày thì chúng tôi đều yêu cầu là cây hoàn thiện, không còn những cái dây thép buộc, những cái uốn nắn. Yeah. Thì tất nhiên là những cái sẹo mà mới chỉnh sửa thì vẫn cứ là chấp nhận được. Yeah. Thế nhưng những cây là tương đối hoàn thiện thì mới ra mang trưng bày. Thế còn những cây mà đang trong cái thời kỳ còn phải chỉnh sửa thì không ai dám mang trưng bày. Thì đấy là cái tiêu chí chúng tôi. Và nói chung là cây, từ cây đến đôn chậu đều phải sạch sẽ, gọn gàng. Nói chung là để thể hiện tư cách của người chơi. Đấy, cái đó là chúng tôi cũng tự giác với nhau thôi, chứ không có quy định cả. Dạ vâng. Thì có khi nào mình tổ chức cái việc là chấm điểm, đánh giá để có một cái sự khích lệ đối với lại các nghệ nhân không ạ? Vì trong địa phương thì chúng tôi thì cũng không dám bình chọn, bởi vì thì tác phẩm nó không nhiều, vì chỉ có một số những cây đẹp, cây quý trong làng thì nó cứ mang đi mang lại. Vâng. Đấy, nhưng cũng động viên nhau là chính thôi, chứ còn không có bình chọn gì cả. Dạ, vâng. Để cho thiên hạ, anh em người yêu cây chẳng phải biết đánh giá chung, chứ không ai dám tự đánh giá. Vâng. Cái đó là cái riêng. Vâng, thưa ông, là thú chơi cây của người Việt Nam chúng ta thì nó rất khác so với lại quốc tế, cái nét giá trị nhân văn. Vâng. Thì thưa ông, là cái giá trị nhân văn đấy nó tác động như thế nào với lại người dân Triều Khúc khi mà đam mê yêu cây như thế ạ? Vâng. Thì báo cáo với khán giả, những người yêu cây thì chúng tôi thì ở những nơi khác, địa phương khác thì chúng tôi không nói. Nhưng mà riêng địa phương Triều Khúc chúng tôi là từ khoảng 2010 trở lại đây thì phong trào chơi cây rất là phát triển.
đến các từng. Trước đây thì chúng tôi là chơi ở cái thế hệ trên, là những cái bậc cao tuổi mới có điều kiện để chơi cây. Nhưng bây giờ thanh niên ở đây có thể là chỉ 15, 16 tuổi, có cái tiền mà dành dụm được là cũng đã mua cây để tích góp để chơi. Rồi kể cả những cái cháu học sinh được tiền mừng tuổi của cha mẹ, ông bà mừng tuổi rồi cũng để dành tiền để chơi cây. Đấy là cái nét của người Triều Quốc chúng tôi rất đam mê cây từ cháu nhỏ. Và tôi cảm thấy rằng là từ 2010 trở lại đây thì cái phong trào chơi cây Triều Quốc nó được lưng cao đến một cái tầm cao mới. Và tất cả những cái tệ nạn xã hội nói chung, những cái thú vui nó không lành mạnh thì tự nhiên nó giảm đi rất là nhiều. Hiện nay cái này thì có lẽ là mọi người dân ở đây thì ai cũng nhìn nhận thấy, nhưng mà tôi chỉ nói cái ý đấy của người Triều Quốc. Thế còn cái địa phương tôi không nói, thì cái đó chúng tôi cho đấy là nét nhân văn của người Triều Quốc chúng tôi. Và chúng ta cũng nên nhân rộng những cái mô hình chơi cây để làm sao các địa phương khác cũng thế, thì để các con cháu chúng ta không sa ngã vào những thú chơi không lành mạnh. Đấy là chúng tôi cũng mong để mọi người cùng hiểu ý nghĩa chơi cây. Vâng, một cái chia sẻ rất là ngắn nhưng mà rất là thú vị, rất là ý nghĩa, và đặc biệt là nó có giá trị về giáo dục và truyền tải những cái giá trị nhân văn rất là sâu sắc của chú Nguyễn Gia Hiền, cũng là đại diện thay các cụ với lại các nghệ nhân của làng nghề Triều Quốc hôm nay chia sẻ trên kênh Nghệ Thuật và Bonsai. Xin chúc chú và quý vị anh em làng nghề Triều Quốc tiếp tục đam mê và luôn luôn mạnh khỏe, xin phát triển. Chúc sức khỏe tất cả những người yêu cây và chúc sức khỏe kênh Bonsai Hoàng Đình Thiệp ngày càng phát triển và phục vụ được rất nhiều, đáp ứng được rất nhiều cho những người yêu cây. Xin chúc mừng. Vâng, thưa quý vị các bạn, bên cạnh tôi đây là anh Bùi Duy Thắng, là một người dân Triều Quốc, người đam mê yêu cây cũng rất là sâu sắc, tình yêu rất là mạnh liệt. Anh cũng tham gia rất là nhiều các cái chương trình để thúc đẩy cái sự phát triển của cái thú chơi cây của Triều Quốc. Thì tôi cũng thời gian vừa rồi cũng được anh Thắng và một số anh em ở Triều Quốc là cũng làm một số cái chương trình cũng rất là ý nghĩa. Thì ngày hôm nay với vai trò anh Thắng là một thế hệ trẻ tiếp nối những cái giá trị của các cụ, thì xin hỏi anh Thắng là anh có cái quan điểm như thế nào để mình tiếp nối và phát huy những cái giá trị truyền thống của cha ông? Vâng, thì cũng xin phép mà thưa với các bạn, với tất cả các anh em là cảm ơn các cụ đã để lại cho những cái truyền thống quý báu, đó là truyền thống chơi cây cảnh, nghệ thuật. Và tôi là lớp trẻ thì cũng mong muốn rằng là tôi và tất cả các anh em trong giới chơi cây cảnh của Triều Quốc muốn gìn giữ, phát huy cái truyền thống quý báu của các cụ cha ông ta đã để lại. Và bản thân tôi thì cũng đã tham gia rất nhiều các kỳ cuộc và cũng đã bảo tồn được những cái tác và phát triển được những cái lối chơi cây của người Triều Quốc nói riêng. Và cũng mong muốn rằng là người Triều Quốc chúng tôi cũng cùng với tất cả anh em yêu cây trên toàn cả nước phát huy cái truyền thống của cha ông ta và vươn tới những cái hội nhập của quốc tế. Và thế hệ trẻ như chúng tôi thì cũng đang mong muốn và khát khao điều đó. Tuy rằng trong những cái hành trang mà để phát triển thì còn phải trao dồi nhiều những cái kiến thức, thì tôi cũng thay mặt anh em trẻ thì cũng nói ra đôi ba những cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng. Cũng mong sao là các thế hệ bậc cha chú có những cái kinh nghiệm quý báu từ ngàn xưa để lại thì cũng là chia sẻ cho chúng tôi để chúng tôi được học hỏi. Ngoài cái việc học hỏi về những cái kỹ năng cổ truyền thì chúng tôi còn phải vươn tới cái hiện đại, và chúng tôi cũng đã tham khảo những cái tư liệu của các cái đất nước phát triển về ngành cây cảnh nói riêng, và chúng tôi cũng đã chia sẻ với nhau cái cách làm bonsai làm sao để cho nó hoàn mỹ hơn, thành những tác phẩm đẹp hơn để đưa đến với những người yêu cây cảnh nghệ thuật cũng như là công chúng trên mọi miền là đều biết được cái giá trị đẹp của cái nghệ thuật cây cảnh, trong đó có cả cái nhân văn, đó là điều cao quý nhất của những người chơi cây cảnh như chúng tôi. Theo cái chia sẻ của anh Thắng là cái cổ của cha ông thì bảo tồn, gìn giữ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vâng. Và tiếp tục là dựa vào trên cái nền tảng đó thì chúng ta lại phát huy để chúng ta hội nhập với lại quốc tế. Đúng. Nhân video này chúc anh sức khỏe và tiếp nối cái niềm đam mê của các cụ nhớ bảo tồn và làm sao để chúng ta phải phát huy để cho cái nền sinh vật cảnh của Triều Quốc nói riêng và sinh vật cảnh của quốc gia, đất nước nói chung. Vâng, thì cũng thay mặt cho anh em trẻ của Triều Quốc mong muốn là kênh của Hoàng Đình Thiệp càng ngày càng phát triển
và đem đến những cái quý giá nhất về giá trị, về tinh thần, về nghệ thuật cho tất cả anh em trong mọi miền của Tổ quốc cũng như là bạn bè của thế giới. Được rồi, xin cảm ơn anh. Hôm nay nhân dịp đến nhà anh Thủy thì tôi có mấy bài thơ muốn đọc cho quần chúng nghe nhé. Đại cổ làng Triều, tức là một cây cổ thụ của làng Triều Khúc. Đại cổ làng Triều, cây xanh gia bảo đẹp xanh tươi, vạn cổ trường sinh sống cạnh người. Thành đạt vươn mình cây đại thụ, cực kỳ vẻ đẹp thật cao vời. Thanh nhàn hoa mỹ cây tươi tốt, cảnh đẹp gia phong viết mây lời. Thiên phú bao đời tươi thắm mãi, xanh tươi vẻ đẹp văn vẻ đẹp cho đời. Tác giả Nguyễn Duy Thái, câu lạc bộ thơ Việt Nam An Linh. À, đây là cụ Thái luôn ạ. À, cụ Thái đấy. À, cụ Thái. Vâng. Vâng, còn mà tên tôi đọc thơ là Đại cổ làng Triều. Dạ vâng ạ. Tức là cây của gia đình nhà tôi là cây đại cổ làng Triều. À. Vì cây là cổ thụ lắm. À thế ạ. Ừ. Dạ, vâng. Đấy, cho nên là nói như thế để anh biết. Vâng, thế đứa nào thì vâng, chúng con sẽ xin phép được cụ vâng, đến nhà để ghi hình vâng, cái tác phẩm Đại cổ làng Triều ạ. Vâng, vì nhà chật mà, cho nên vâng là để trên gác thượng, cho nên là cuối cùng không mang xuống được. Dạ vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ. Thế là chúc mừng vâng, cụ đã có một cái vâng, tác phẩm đời ạ. Cũng tương đương với cách của ông Hiền đấy chứ. À thế ạ, vâng ạ. Chứ không phải là ít đâu. Dạ vâng ạ, tốt quá. Thế okay, bây giờ cổ thụ nó cũng trên các cái này chứ. Dạ vâng ạ. Đấy. Chúc sức khỏe cụ ạ. Cảm ơn. Chúng ta cũng đã hiểu được phần nào về cái thú chơi, cái phong cách chơi, những cái giá trị rất là tuyệt vời của người Triều Khúc. Thì cũng qua đây chúng ta có thể thấy rằng là những cái giá trị nhân văn luôn luôn được truyền tải và được các thế hệ cha ông gìn giữ và phát huy, đồng thời là truyền lại cho các thế hệ trẻ mai sau. Và rất là vui vì là các cái thế hệ của người Triều Khúc hiện nay là từ những cụ 90 tuổi cho đến những cái thế hệ trẻ năm nay chỉ có mười mấy tuổi, chúng đã rất là có cái niềm đam mê rất là lớn. Thì đây là một cái tín hiệu, là một điều rất là tuyệt vời. Và như chia sẻ của Nguyễn Gia Hiền là cái chơi cây thì còn giúp cho là cái việc giảm cái tệ nạn xã hội, rồi bỏ dần những cái thói hư tật xấu. À, đấy là một trong những cái giá trị đặc biệt của cái thú chơi cây. Nó cũng giúp cho cộng đồng, cho xã hội được lành mạnh, được sạch sẽ hơn. Thế là cái thú chơi này cũng rất là mong muốn được phát huy, được lan tỏa đến với tất cả những người yêu cây và chưa yêu cây trên cả nước. Thì, và làm sao thế hệ trẻ biết đến cái cây cảnh và có cái thú đam mê càng nhỏ, càng sớm thì càng tốt. Thì đấy là những cái giá trị mà thật sự luôn là xã hội luôn mong chờ. Và tôi hy vọng là một ngày nào đó thì tất cả những người dân Hà Nội, nhà nào cũng là những người rất là đam mê, nhà nào cũng có cây cảnh. Rồi những đứa trẻ được đam mê từ nhỏ nó trở thành một cái, nó gọi là một cái giá trị mà nó mang cái tinh thần của người Việt Nam, mang cái giá trị của Việt Nam, mang cái sắc thái của Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đều không có. Thì thật sự là mỗi một video, mỗi một lần muốn đưa đến truyền tải giá trị cho cộng đồng như thế này, để lan tỏa điều như thế này, thì Hoàng Đình Thiệp tôi cũng rất là xúc động và rất là vui. Vì đi mỗi nơi chúng ta được nghe, được chia sẻ những cái giá trị riêng, gửi mỗi cái giá trị nhân văn trong một cái tác phẩm đó, thì đều muốn con cháu các thế hệ mai sau tiếp nối những cái giá trị của cha ông, tạo dựng và biến nó thành sức mạnh, biến nó thành giá trị về kinh tế cũng như là giá trị về nhân văn. Xin chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục đam mê và hãy lan tỏa những cái giá trị của mình cho tất cả những người xung quanh. Đất nước Việt Nam của chúng ta ai ai cũng yêu cây, nhà nhà yêu cây, người người yêu cây, và sáng tạo thật nhiều ra những cái tác phẩm bonsai nghệ thuật đẹp, đẳng cấp, sánh tầm với lại bonsai quốc tế. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.